một chàng ca sĩ điển trai và lịch lãm, thu hút bởi giọng hát trầm lắng đó chính là Mai Tiến Dũng. Sở hữu nhiều bản hit, anh chàng đang là cái tên được nhiều người nhắc đến. Vậy bạn đã biết ca sĩ Mai Tiến Dũng là ai chưa? Hãy cùng Tiểu Sử Ngôi Sao tìm hiểu về Mai Tiến Dũng nhé! Mai Tiến Dũng hay Mai Đặng Tiến Dũng, sinh ngày 29 tháng 9 năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiến Dũng là nam ca sĩ người Việt Nam được biết đến qua các chương trình của Thúy Nga Paris Be Night hay The Remix 2017. Anh đã đánh dấu tên mình với nhiều ca khúc như Yêu Như Ngày Yêu Cuối, Em Là Bà Nội Của Anh. Đây cũng là hai ca khúc làm nên tên tuổi của anh chàng. Sinh ra trong một gia đình không có gì là nổi bật, nhưng với đam mê và quyết tâm, anh chàng Mai Tiến Dũng đã quyết định theo đuổi đam mê ca hát. Nhờ sở hữu một khí chất nghệ sĩ, công thêm một chút điển trai và giọng hát trầm lắng, anh chàng đã ghi mình tại chương trình của Paris Be Night. Hiện tại Mai Đặng Tiến Dũng vẫn đang phát triển và sở hữu một lượng fan cực lớn, và trong tay đã có hơn 10 bản hit. Mai Tiến Dũng bắt đầu sang Mỹ từ năm 11 tuổi. Anh ra mắt công chúng khi lần đầu xuất hiện trên sân khấu hải ngoại trong cuộc thi tá lần sau của Paris Be Night năm 2007. Ở thời điểm đó, Mai Tiến Dũng chỉ mới tốt nghiệp cấp 3. Tuy chỉ về đích với vị trí thứ 7, nhưng sau vài lần thử việc, Mai Tiến Dũng đã ký hợp đồng làm ca sĩ chính thức cho Paris Be Night. Sau cuộc thi tá lần sau, Mai Tiến Dũng bắt đầu con đường ca sĩ chuyên nghiệp. Với phong cách âm nhạc trẻ trung và kỹ năng vũ đạo tốt, Mai Tiến Dũng nhanh chóng trở thành cái tên hot ở thị trường hải ngoại. Ở những ngày đầu sự nghiệp, Mai Tiến Dũng được ghép cặp cùng nữ ca sĩ Tóc Tiên. Sau khi Tóc Tiên về nước, Mai Tiến Dũng kết hợp với nữ ca sĩ Hương Giang, anh cũng dần chuyển hướng sang dòng nhạc trữ tình. Đầu năm 2017, Mai Tiến Dũng quyết định trở về nước và tham gia chương trình The Remix mùa 3. Mục đích khi tham gia chương trình của anh là nhằm thay đổi đối tượng khán giả và thử sức với môi trường giải trí ở Việt Nam. Dù không được thứ hạng trong cuộc thi, nhưng với những gì đã trình diễn, Mai Tiến Dũng cũng đã để lại nhiều dấu ấn cho khán giả trong nước. Sau cuộc thi, Mai Tiến Dũng chính thức chào sân V-pop bằng ca khúc Loving You do Rimastic sáng tác. Cũng trong năm 2017 này, Mai Tiến Dũng tiếp tục cho ra mắt hai sản phẩm Yêu Như Ngày Yêu Cuối và Vì Đời Là Thế Mà. Trong đó Yêu Như Ngày Yêu Cuối được xem là bản hit lớn nhất của Mai Tiến Dũng cho đến hiện tại. Đầu năm 2018, Mai Tiến Dũng tham gia chương trình Cặp Đôi Hoàn Hảo. Mặc dù không đi đến được đêm chung kết nhưng Mai Tiến Dũng cũng ghi điểm với các khán giả với khả năng đa dạng ở nhiều thể loại nhạc. Đánh dấu sự trở lại trong The Masked Singer Việt Nam. Trong tập 14 The Masked Singer Việt Nam, nhân vật nam Mascot Thu Thần đã phải dừng chân tại top 5. Khi được hỏi về danh tính Thu Thần, Trấn Thành rất chắc chắn. Còn Tóc Tiên thừa nhận mình đã chờ khoảnh khắc này rất lâu để hội ngộ người anh ruột. Ngay cả nam cố vấn trẻ nhất, Đức Phúc cũng đã tìm ra được đáp án. Và đúng như đáp án của các cố vấn, Thu Thần chính là Mai Tiến Dũng. Ngay tại màn lộ diện của Thu Thần, những giọt nước mắt của rất nhiều người đã rơi. Tóc Tiên, Trấn Thành và vô số những ai đã yêu mến và dõi theo anh trong suốt hành trình dài. Nữ cố vấn Mỹ Linh cũng không khỏi xúc động trước tình cảm mà các nghệ sĩ dành cho nhau. Được biết Thu Thần Mai Tiến Dũng đã có khoảng thời gian rất chật vật để tìm được chỗ đứng trong nghề. Và The Masked Singer như một bước đệm giúp các ca sĩ trở về từ nước ngoài như anh hay Mira Trần tiến tới gần hơn với công chúng Việt.